Con này. Ây da. Tiếp tục. Con này. Hello anh em. Và hôm nay mình lại một trận banh nữa với lại mấy anh em Tân Bình FC tại một sân bóng ở quận 12 đây. Và thực ra là đi đá bóng như thế này, nếu mà không có một nội dung nào thú vị cho anh em coi thì mình cũng là một cái điều nhức nhối bấy lâu nay của mình. Và may quá, sáng hôm nay mình ngủ dậy mình đã thấy một cái trailer của FIFA Online 4. Và mình đã thấy Ronaldo de Lima. Wow, thời mình còn nhỏ mình coi Ronaldo de Lima là rất là cuồng luôn, rất là thích luôn. Và những kỹ thuật đảo chân qua người của Ronaldo, trời ơi, cả tuổi thơ ùa về. Oh, sau khi thấy được những cái động tác, những cái kỹ thuật của Ronaldo de Lima, và mình nảy sinh ra một ý tưởng, tại sao mình sẽ không thực hiện những thử thách mà có liên quan đến những cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo. Hay là hôm nay mình sẽ làm những cái thử thách đó đi. Thử thách là sẽ làm step over như Ronaldo, làm lừa qua gôn ghi bàn như Ronaldo, và ok, bấm banh qua đầu như Ronaldo. Đó là những kỹ thuật mà mình thấy Ronaldo làm rất là nhiều ha. Ba thử thách. Và đối thủ trong đây các bạn áo cam, mình không biết là đá có tốt hay không, nhưng mà ok, cứ cố gắng vào sân và thực hiện những kỹ thuật này, hoàn thành được hay không không cần biết, quan trọng là phải có mục tiêu cho trận đấu hôm nay nha. Giờ thi khởi động. Vẫn là số 12. Không biết tỷ số bao nhiêu rồi. Và đây là một pha đá phạt. Woo! Quá ghê. Và hình như đội đang bị ghét hai trái. Thua hai trái. Mất banh luôn. Mất banh luôn. Bên đội mình có một bạn Tây trên kia, một bạn bên này. Ok, mình đã tiền đạo giống như Ronaldo de Lima nha. Quay cái intro là hết cái hiệp 1 rồi. Bao. Yeah. Ghê, lừa vào gôn ghi bàn. Đã thành công thử thách thứ nhất. Còn anh này chung. Kẹo rồi, đổi cánh nha em. Dĩ tao đi. Ok. Tiếp tục. Ok, dĩ đi chung. Hi. Yeah. Ăn ngoài chơi. Tính làm step over đồ. Dính banh rồi. Đồng đội quá. Ok ok. Ok, ức dứt điểm. Tiếp tục. Tới đi. Yeah. Tiếp rồi. Tập trung à. Ah!
rồi. Tuyệt vời Tony. Yeah. Ok, let's go. Yeah. Đủ anh ơi. Ghê vậy. Tuyệt vời. Khép hãng lại của anh ơi. Rồi mình về hỗ trợ rồi. Ok. Keeper. Ok. Ok. Dễ quá anh ơi. Giống tiền đạo quá vậy. Mấy trái anh Tài? Ba đúng không? Yeah. Tôi đi. Ok. Here. Me. Ok, come back. Ok. Are you ok? You ok? Yes. Okay, oh, oi. What? No. Come back here. Come back. Oh, no! Tony. Ay-ya. One. Oh, ok, keep up. Here. Yeah. Raise up. Yeah, what's your name? Raymond. Huh? Raymond. Where is Raymond? Raymond. Okay. Oh, no. Ok, bé ơi. No. Nope. Bạn ơi. Lần đầu tiên xài đầu với cái camera nữa. Lên vội mất banh không à. Chúng ơi. Rồi ra biên luôn bèo. Rồi lấy. Thăng. Here. Dạy. Bây giờ mệt quá ra ngồi thở rồi. Coi pha phạt này sẽ như thế nào đây. Như trước banh là Quốc Anh. Khải đá trái này rồi. Chân phải à. Trước mặt là 4 hàng rào.
Ồ lộn, hàng rào 4 người, chuyền qua cho Remy. Không vào, pha phối hợp. Rất tiếc là đã trúng vị trí thủ môn. Tới đi. Ngay đầu á. Ok. Đẩy luôn Khải. Tổng keeper. Tổng keeper. Tổng tới đây. Bước ra quay. Quan. Đây là Khải. Đem đi, đem đi. Đem đi. Đưa nó lại. Ủa, Quan ơi, bước lên nè. Remy. Here. Rồi ba anh ba. Không biết. Quan. Sao anh? Thanh ơi. Con Thanh ơi. Hết giờ rồi, hết giờ mà sao gì? Ok. Trời ơi. Xéo. Nhìn trái nha, đóng bèo, ok. Sàng qua Khải. Dứt điểm, keeper. Điểm dài. Ok, dưới chơi thôi. Thằng đứng dưới nha thằng ơi. Run. Remy đâu? Ok, bước lên Khải, dứt điểm. Tổ em. Hết giờ. Ok. Tối em ơi, trái đó không dội là vô rồi. Tốt, Long ơi. Yeah.
chung. Yeah, thank you. Remy. Yeah. Nice Tony. Top keeper. Em tên gì vậy? Thái anh. Thái à? Dạ. Okay. Đá mệt muốn xỉu luôn. Thở dốc luôn đó anh em à. Giờ vẫn còn thở nữa. Nhưng mà rốt cuộc là cũng đã xong một trận thi đấu và hoàn thành được bao nhiêu thử thách nhỉ? Lừa qua gôn ghi bàn. Set over nhiều vòng. Thành công hay không thì xem clip thì biết rồi ha. Và một cái pha bóng mà lẽ ra mình có thể bấm bóng qua đầu thủ môn để ghi bàn, nhưng mà pha đó mình quá đồng đội, mình chìa cho Vũ Anh ghi bàn. Tiếc quá, suýt tí nữa là được 3 thử thách trên 3 ha. Rồi, thôi, 2 là đã vui lắm rồi. Thì nhưng lại anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh, đón chờ video clip trong thời gian sắp tới nữa nha. Sẵn đây thì FIFA Online 4 vừa ra một bản cập nhật mới nhất. Anh em nào muốn tận tay điều khiển Ronaldo de Lima, Ronaldo béo và các huyền thoại bóng đá khác thì tải ngay bản cập nhật mới nhất của FIFA Online 4 nha. Đây là một cái tựa game mà mình nghĩ là rất hấp dẫn và thú vị dành cho anh em. Rồi, mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Hồi buông cảm hứng mới, chinh phục vinh quang mới với siêu cập nhật mùa giải mới 2021-2022 của FIFA Online 4. Khởi tranh từ mùng 3 tháng 12 tại siêu cập nhật.f4.garena.vn. Chơi ngay!